Chào các bạn, mình là Cu Hiệp ở trên tinh tế.vn Thì trong cái video này mình sẽ giải thích với các bạn là lý do vì sao các bạn nên để hạt cà phê ở trong ngăn đông của tủ lạnh thay vì để ở trong cái môi trường bình thường Lý do thứ nhất, nếu mà các bạn để hạt cà phê ở trong ngăn đông thì nó sẽ ngăn cản cái chuyện là vi khuẩn, virus, nấm mốc nó tấn công cái hạt cà phê, làm hư cái hạt cà phê làm hạt cà phê bị bốc, bị thiêu À, cái này rất là dễ hiểu chúng ta đang sống ở Việt Nam một đất nước có cái nhiệt độ môi trường cao và độ ẩm rất là cao đó là môi trường lý tưởng để cho những cái con vi khuẩn virus nó mốc nó sống được nó phát sinh được do đó chúng ta để cà phê ở trong cái môi trường như vậy thì những con đó nó rất là dễ dàng nó xuất hiện và nó làm cho cái cà phê của chúng ta nó bị mốc nó bị thiêu nó bị hư đó đó là cái thứ nhất Lý do thứ hai, các bạn để hạt cà phê ở trong ngăn đông á, thì nhiệt độ trong ngăn đông âm 20 độ, âm 25 độ trong những tủ lạnh bình thường. Và những cái hệ thống lạnh cực kỳ xịn nó có thể âm tới 40 độ. Thì trong cái môi trường đó, cái quá trình phân hủy của những cái hợp chất trong hạt cà phê á, nó bị chậm lại. Như vậy, cái hạt cà phê nó sẽ giữ được cái độ tươi lâu hơn. Cái này rất là dễ hiểu ha. Anh em thấy là người ta chữ đồ ăn thực phẩm ở trong ngăn đông hoặc là trong những cái môi trường rất là lạnh để di chuyển để trước khi phân phối để cho giữ độ tươi lâu hơn hoặc là anh em từng nghe đến cái chuyện rằng là có những cái uh, con voi ma mút hay con gì đó nó bị chết ở trong những cái vùng băng giá thì cả ngàn năm sau nó vẫn còn nguyên như vậy đó. thì bởi vì trong cái môi trường cực lạnh đó cái quá trình phân hủy của những cái hợp chất nó không diễn ra hoặc là diễn ra rất là chậm. Đấy. Cái lý do thứ ba mà anh em cần để ở trong ngăn đông đó là nó tránh cái hạt cà phê nó tiếp xúc với lại không khí, nó làm chậm lại quá trình oxy hóa. Bởi vì khi mà nó bị oxy hóa, nó sẽ làm mất cái vị của hạt cà phê, mất cái vị ban đầu của hạt cà phê. Nhưng mà chúng ta uống sẽ không ngon nữa. Đấy. Mình thấy một số anh em có thể mua những cái hộp có cái khả năng hút thành chân không. Tuy nhiên theo mình biết thì cái hộp nó cũng dễ bị hỏng tức là vẫn có thể rò rỉ được cái không khí vào thì như vậy cái lý do lý tưởng nhất thì mình thấy rằng là ngăn đông vẫn là cái nơi để anh em có thể chữ cà phê thì đó là cái mình muốn chia sẻ với anh em về cái chuyện lưu trữ cà phê nó y chang những cái đồ ăn bình thường vậy anh em để nó ở cái môi trường bình thường nó sẽ bị hỏng dĩ nhiên cái tốc độ mà hỏng của nó nó không nhanh như những cái đồ ăn bình thường do đó chúng ta có thể là không cảm nhận được nhưng mà nếu anh em tinh tế nếu anh em chi tiết anh em là những người muốn uống cà phê ngon cảm nhận được sự khác biệt của cà phê thì anh em sẽ nhận ra ngay rồi xin cảm ơn